quê hương ân nặng nghĩa tình, là nơi sinh ra mỗi con người chúng ta. Quê hương có tiếng hát du ầu ơ của mẹ, du ta từ thuở lọt lòng, và tiếng hát du của mẹ lắng đọng theo ta đi suốt cuộc đời. Quê hương như người cha già, nó bình dị giống như cây tre khóm trúc, nhưng cũng rất cứng cỏi, hiên ngang vượt qua được những bão táp phong ba của cuộc đời để nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Quê hương là cội nguồn của tổ tiên, là nơi chôn rau cắt rốn, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm thân thương của tuổi ấu thơ. Quê hương gắn liền với cây đa bến nước, với những con đường dòng sông cây cầu, và những cánh cò bay lạ trên những cánh đồng bát ngát hương quê. Quê hương là những gì khó quên nhất trong tâm thức của mỗi con người. Quê hương trong mỗi con người chúng ta thiêng liêng như vậy đó. Cho nên dù đi đâu, về đâu, lúc nào ta cũng nhớ về quê hương bằng tình cảm trong sáng và thiết tha đến vô cùng. Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông. Cây có gốc mới trổ cành xanh lá, nước bởi có nguồn mới thành biển cả, sông sâu. Con người nguồn gốc ở đâu? Nhờ tổ tiên trước, kiếp sau có mình. Cờ bay trong nắng chan hòa, lại lầm chắc dáng xuống trần hôm nay. Cây có gốc nở ngành xanh ngọt, nước có nguồn bề cả sông sâu, người ta sinh trưởng bởi đâu. Việc họ là việc làm tình nghĩa, là đạo lý của người cùng dòng họ đối với tổ tiên nòi giống. Thờ cúng tổ tiên, chăm lo việc họ là một nét đặc sắc thuộc văn hóa truyền thống của con người Việt Nam. Ai cũng biết, có tổ tiên mới có cụ kỵ, có cụ kỵ mới có ông bà mới có bố mẹ,
có bố mẹ mới có mình. Ai cũng biết công lao sinh thành, dưỡng dạy, phù hộ độ trì của các thế hệ đi trước là vô cùng to lớn. Đất nước ta trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Lịch sử dân tộc cũng như các dòng họ có lúc suy, lúc thịnh. Để tồn tại và phát triển được như ngày nay, các dòng họ đều đã đóng góp không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức và cả xương máu của mình cho đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do. Vì thế, từ trong tâm khảm của mỗi người, dù nói ra hay không nói ra, ai cũng muốn mỗi dòng họ có được một ngôi nhà để thờ các bậc tiên linh tổ phụ. Nhà thờ họ là mái nhà chung, là nơi để hàng năm con cháu các thế hệ về làm lễ dâng hương tạ ơn tiên tổ. Nhà thờ còn là nơi hội họp của dòng họ, bàn kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế sách giáo dục con cháu sống có đạo lý, hòa hợp với cộng đồng, vươn lên không ngừng trong cuộc sống. Ẩm thủy tư nguyên, uống nước phải nhớ đến nguồn. Mộc xuất thiên cho do hữu bản, thủy lưu vạn phái tổ tông nguyên. Cây mọc nghìn cành nhờ có gốc, nước chảy vạn nơi bởi có nguồn. Vì thế thờ cúng tổ tiên là nghĩa vụ của mọi người trong cùng một dòng họ. Bất cứ thời nào, khi đất nước thanh bình, điều kiện cho phép, thì con cháu phải có nghĩa vụ xây dựng, tu tạo lăng mộ tổ tiên, nhà thờ họ. Coi đây là nghĩa cử, làm người là việc thể hiện lòng tri ân của các thế hệ sau đối với tiên linh tổ phụ của mình. Người xưa quan niệm âm phủ dương trợ, dù làm việc gì, dù cố gắng bao nhiêu, nhưng tiên linh tổ phụ không phù hộ độ trì thì cho dù thành công đến mấy cũng không trọn vẹn. Vạn đại càn khôn hưng kiến tạo, cửa tiên nhật nguyệt đức lưu quang. Muôn đời khi hưng thịnh phải lo xây dựng tu bổ nhà thờ họ. Việc làm ấy sáng mãi tới chín phương trời. Chúng ta sẽ thấy có lỗi với lương tâm khi khối óc con tim ta còn biết nghĩ đến điều phải trái, biết mưu cầu hạnh phúc cho đời ta mà quên việc tri ân tiên linh tổ phụ, quên đi nghĩa vụ với dòng tộc, với cộng đồng làng xã. Toàn thể họ tộc quyết tâm chung tay góp sức xây dựng nhà thờ họ là để mỗi khi Tết đến xuân về, mỗi khi giỗ tổ, con cháu cùng về đây thắp hương lễ tổ, cho tâm mỗi người chúng ta trong sáng hơn, sống có đức hơn, có trách nhiệm hơn với dòng tộc, với làng xã. Cùng dòng tộc làng xã chung xây dựng một nếp sống mới ngày càng có văn hóa hơn, thân thiện hơn, ấm no hạnh phúc. Hôm nay ngày lễ tổ tiên, cháu con trai gái mọi miền gần xa vui cùng
dâu rể trẻ già cúi đầu đã tạ thiết tha ân. Tổ tiên xưa đã sản sinh, sinh ra con cháu lập gia đình nơi đây. Con cháu dựng xây xóm làng phúc hồng, rồi lại dòi giang cho nên dòng dõi ngày càng lớn đông. Tiên tổ phúc hồng, đào kênh đưa nước dòng sông về nhà tổ tiên. Tình nghĩa bao la trời cho con cháu đầy nhà đầy sân. Chiến cần để cho con cháu vinh thần nối dòng. Tổ tiên tiên tổ cầu mong có đông con cháu thì lòng mới vui. Cháu con nay sống ngọt bùi, cháu con nay được đầy lũi nỗi sầu. Cháu con tình nghĩa khắc sâu, nay về đoàn kết cúi đầu dâng hương. Cháu con ơn. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể anh chị em, con cháu nội ngoại tộc, dòng họ kính mến. Cổ nhân xưa có câu: cây có gốc nở cành xanh ngọn, nước có nguồn bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu? Gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng. Sinh ra con cháu các hàng, quế hòe thịnh vượng, thọ trường vương hanh. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, những điều tốt đẹp này đã được cháu con dòng họ bao đời nay đã ghi sâu và lưu truyền mãi mãi. Họ Nguyễn ta như cây đại thụ, chắc rễ nhiều cành, đâm chồi nảy lộc, tỏa bóng sum suê, cháu con trưởng thành vượt bậc. Những người con dòng họ Nguyễn, trẻ, già, trai, gái, dù ở xa hay gần, trên khắp mọi miền đất nước,
đều một lòng hướng về nguồn cội tổ tiên, nơi quê cha đất mẹ. Họ Nguyễn ta đã có biết bao người con xa quê nay thành đạt trong mọi lĩnh vực, cũng đã góp phần vào xây dựng đất nước quê hương để ngày thêm mạnh giàu tươi sáng. Đó một phần lớn là nhờ vào hồng phúc của tổ tiên, công lao ông bà cha mẹ, là niềm vinh dự tự hào cho dòng họ Nguyễn chúng ta. Chiều theo ý chỉ của tổ tiên và ý nguyện của anh em họ Nguyễn, nhất tâm thành kính dâng lên tiên tổ. Hiện nay thủ tục lễ dâng hương của Thái Một do Nguyễn Văn Ngưu làm trưởng đoàn đã làm. Đứng trước anh linh tổ tiên, chúng con là hậu duệ của dòng họ, nguyện sẽ phát huy tinh hoa kế thừa của dòng họ, luôn tâm nguyện và gìn giữ tổ đường ngày một khang trang tươi sáng. Và cũng chính nơi đây là chốn linh thiêng nơi con cháu dòng họ đi về. Từ muôn nẻo xa gần, nay ta về đây sum họp, thắp nén nhang thơm tri ân công đức tổ tiên, nguyện cầu xin tổ tiên phù hộ cho quốc thái dân an, dòng họ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thật đúng là nhờ ơn tiên tổ có hôm nay, vất vả gian lao nhớ những ngày, chữ đức chữ tâm còn nhớ mãi, một lòng thành kính với tổ tiên. Thay mặt gia đình và dòng họ, xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em nội ngoại hai bên, cùng toàn thể quý vị đại biểu khách quý. Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành tâm, an lạc. Cây có gốc nở cành xanh ngọn, nước có nguồn, bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng. Vượng thọ trường vương hành, hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con Nguyễn tộc tâm thành dâng. Con dâng lên bái yết tổ tiên, tri ân công đức tổ tiên, nguyện tộc con cháu chúng con tâm thành dâng lên. Con dâng lên bái yết tổ tiên à,
gần, đều là cô bác ơi, tình thân một nhà, nguyễn tộc con tiết lễ tình cao. Cây gây hạt từ đường ta ngào ngạt hương hoa, ngày hôm nay con cháu khắp gần xa một nhà đông vui, ơn tổ tiên như trời như bể mở ra đường, thế hệ mãi sau hôm nay phấn khởi bội phần, nguyễn tộc con cháu ơi quây quần bên vui hôm nay của các con, các cháu nội ngoại họ Nguyễn Văn. Ông tuổi đã cao, sức yếu, nhưng với tấm lòng thành, ông vẫn cùng anh em con cháu lên từ đường để có đôi lời phát biểu. Sau đây, các phóng viên chúng tôi xin được hỏi về cụ, là cụ có suy nghĩ gì và tâm tư gì đối với cái cuộc làm lễ khánh thành ngày 15 xây dựng từ đường. Xin phép cụ cho một vài ý kiến. Cảm động. Thường con cháu anh em xa gần hôm nay về hội tụ rất là đông vui, ông có lời gì căn dặn con cháu các thế hệ mai sau để phát huy truyền thống của dòng họ Nghĩa Thần? Ông tuổi cao sức yếu và rất cảm động hôm nay được nhìn lại tất cả con cháu xa gần về làm lễ dâng hương kỷ niệm 15 khánh thành từ đường với cơ ngơi hoành tráng và phong cảnh thật trữ tình, con cháu đẹp đẽ vui vẻ đoàn kết về dự. Ông rất phấn khởi, ông chỉ cầu mong cho con cháu có sức khỏe
công tác tốt, thành đạt, vợ chồng hạnh phúc, luôn luôn phát huy truyền thống của dòng họ Nguyễn Văn. Đó là lời của cụ Nguyễn Văn Tiến đối với các con, các cháu nhân ngày vui hôm nay. Xin cảm ơn ông ạ. Chúng con dâng tấm lòng thành nhi, nguyện xin thiên tổ độ trì chứng minh. Trong ngày vui cho sóng năm nay là kỷ niệm 10 năm thành lập từ đường. Các cháu là thế hệ cháu chất của dòng tộc nội ngoại họ Nguyễn Văn. Trong ngày hôm nay các cháu có ý kiến gì và có cảm tưởng gì đối với ngôi từ đường và dòng họ, đối với sự đoàn kết của tất cả anh em con cháu nội ngoại dòng họ? Xin cháu cho ý kiến. Rất vui, cháu ước năm nay cũng có ngày như này để mọi người trong họ cùng đoàn tụ với ngồi quây quần với nhau. Cháu cảm động quá, trông thấy tất cả các ông, các bà, cô dì, chú bác, mọi người phấn khởi và rất đẹp. Cháu rất cảm động, như ý của cháu muốn là chỉ mong làm sao mỗi năm sẽ có một cuộc như thế này. Thì báo cáo với cháu là tất cả anh em trong dòng họ sẽ quyết tâm. Nhưng mà đây mới có 10 năm mới họ mới tổ chức được cái lễ kỷ niệm như này. Xin cảm ơn cháu. Ở đây ông lại tiếp tục gặp cháu nhá. Hôm nay cháu về dự lễ khánh thành 10 năm thành lập ngôi từ đường tại nhà ông Mưu. Cháu là một chất ngoại rất xa và ngoan. Cháu có phát biểu gì với cuộc vui ngày hôm nay không? Xin mời cháu. Đâu biết cây đậu biết, bé hái lấy hoa mà uống. Chương trình phỏng vấn các cụ và các cháu đại diện của toàn thể nội ngoại họ Nguyễn Văn. Thank you.
Thái tăng viên thọ sự, nhưng nó vào
Con người sống không chỉ cần có vật chất hoa thơm
mà cần phải có tình cảm anh em, chú bác, họ hàng, gia tộc. Vì vậy, tìm về cội nguồn, phát huy giá trị đạo đức của con người đối với tổ tiên dòng tộc, ông cha cũng là một lẽ thường tình. Hợp với tạo hóa, hợp với đạo lý, hợp với lòng người. Trước kia, do điều kiện xã hội đất nước cho phát triển, giao thông đi lại, thông tin liên lạc còn khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, mọi người chúng ta đang bị cuốn theo thời cuộc. Người thì phục vụ đất nước có chiến tranh, người thì lao động kiếm sống sinh nhai, nên việc hội tụ anh em con cháu nội ngoại họ Nguyễn Văn cũng có phần hạn chế và sao nhãn. Việc ghi chép xây dựng lại gia phả dòng họ còn rất nhiều khó khăn, chưa dám nói đến việc xây dựng lại ngôi tử đường, ngôi nhà chung của dòng họ để thờ cúng các cụ tổ tiên. Xong cho đến hôm nay, niềm mong ước đó nó thành sự thật nhờ sự đoàn kết tập trung của toàn dòng họ, sự quyết tâm nỗ lực không mệt mỏi của ông con anh em các cháu nội ngoại họ Nguyễn Văn. Thưa các cụ, các ông, các bà, một cây làm chẳng nên non, nhiều cây góp lại nên hòn núi cao. Từ những đồng tiền đấu gạo nhỏ nhoi đến ngày công lao động không mệt mỏi, cả dòng họ chúng ta đã làm nên một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Một ngôi tử đường uy nghi hoành tráng, phong cảnh hữu tình, hợp với phong tục tập quán địa phương, hợp với kinh phí, công sức, lòng mong mỏi của tất cả các con, các cháu nội ngoại. Từ 15 trở lại đây, các cụ tổ tiên đã có nơi thờ tự trang nghiêm, chú đáo. Các con, các cháu đã có nơi đi về tân an cho tổ tiên cha ông. Thưa toàn thể anh em con cháu, hôm nay hòa chung với khí thế vui mừng của cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hội nghị của đại biểu Quốc hội lần thứ tư khóa 15 khai mạc. Toàn dân ta đang thu hoạch một vụ mùa thắng lợi, nông thôn đổi mới đang từng bước đổi thay diện mạo quê hương. Ông con anh em cháu thân nội ngoại họ Nguyễn Văn hôm nay vui mừng phấn khởi long trọng tổ chức ngày giỗ tổ và ngày giỗ tổ lần thứ 25 và kỷ niệm 10 năm khánh thành tử đường dòng họ. Về dự ngày vui đầy ý nghĩa hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em, con cháu nội ngoại gần xa từ khắp mọi miền tổ quốc đã trở về sân tử đường hôm nay để dự buổi gặp mặt. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Nghiêu, trưởng họ, sẽ lên tổng kết công cuộc 10 năm khánh thành tử đường dòng họ Nguyễn Văn. Xin mời Nghiêu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng các con cháu nội ngoại trong dòng họ Nguyễn Văn. Trước hết, tôi xin giới thiệu tôi trưởng tộc Nguyễn Văn Nghiêu trong dòng thay mặt dòng họ tộc Nguyễn Văn làng Vương Hạ. Thưa toàn thể các thành viên trong gia tộc, trong ngôi tử đường ta có bức đại tự của tổ tiên để lại, đề ba chữ hải hữu nguyên, có nghĩa là biển phải có nguồn. Thế giới vạn vật sinh ra đều có nguồn cội sinh thành, chim có tổ, người có tông, vật chất có thể biến đổi, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng gia đình họ tộc mỗi người luôn trường tồn cùng trời đất, thế hệ nối tiếp thế hệ, dòng họ luôn luôn phát triển, đời đời con cháu sống không chỉ vật chất mà còn có tâm linh, tình cảm gia đình nguồn cội. Vì vậy tìm về cội nguồn cũng là lẽ thường tình, phù hợp với tạo hóa, hợp lý với đạo lý con người. Trong không khí vui mừng phấn khởi ấm áp tôn nghiêm của ngày lễ ngày hôm nay, với tấm lòng thành kính và sự biết ơn đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, dòng tộc, nay hậu duệ họ Nguyễn Văn chúng ta tụ hội về đây kính cẩn dâng hương long trọng tôn nghiêm mừng ngày lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng ngôi tử đường của dòng họ. Tôi xin nhiệt liệt
chào mừng toàn thể các thành viên nội ngoại họ Nguyễn Văn từ khắp mọi miền đất nước đã về đây hội tụ cho buổi lễ ngày hôm nay được tôn nghiêm thấm đượm nghĩa tình của dòng tộc. Xin mời các vị đại biểu văn hoan. Kính thưa toàn thể các thành viên trong họ, với sự tâm niệm của tổ tiên và sự đồng lòng đoàn kết của tất cả các thành viên nội ngoại trong dòng tộc, nhà thờ họ đã được xây dựng hoàn thành và hôm nay đây 10 năm sau tất cả các thành viên trong dòng tộc tụ hội về đây dâng hương lên tổ tiên và rất vui mừng kỷ niệm 10 năm khánh thành nhà thờ họ. Nhà thờ họ là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi ngày dỗ tết con cháu tụ hội cùng nhau kính cẩn dâng hương lễ vật kính cáo với tiên tổ những thành tích của những thế hệ con cháu, bày tỏ ước mong được phù hộ độ trì chở che cho muôn đời con cháu được phúc ấm mãi dày. Nhà thờ họ cũng là nơi lưu giữ bổ sung gia phả gia pháp duy trì bản sắc dòng họ và cũng là nơi vinh danh lưu danh các bậc hiền tài dày công dày đức trong dòng họ để con cháu mãi mãi noi theo. Dòng họ càng lâu đời, cháu con càng đông đúc, kẻ bồi đắp xây dựng chốn quê nhà, người tiếp bước khai cơ lập nghiệp nơi phương xa. Nên thế, nhà thờ họ là nơi cháu con gặp gỡ mái nhà chung cho hết thảy những ai có tấm lòng luôn hướng về một. Nơi đây, chúng ta nhận họ, nhận hàng, ta nghiền ngẫm, nghĩ suy về đời ước nguyện của bao đời công đức để mà dốc sức noi theo. Nơi đây chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự vào những ngày dịp lễ dỗ tổ, cùng nhau chia ngọt xẻ bùi, khích lệ động viên nhau trước những được mất của cuộc đời. Nhà thờ họ là nơi thể hiện sự tân quý bảo tồn di sản văn hóa mà ông cha để lại, đồng thời mang ý nghĩa biểu tượng của sự kế thừa tiếp nối không ngừng của dòng lớn lao chân quý như vậy. Lên toàn thể hậu duệ họ Nguyễn Văn xin nguyện tiếp bước ông bà tổ tiên mang hết tài năng tâm sức xây dựng gia đình, xây dựng dòng họ xóm làng đất nước ngày càng phát triển, duy trì nền nếp gia phong, vun đắp cho phúc đức dòng họ cao dày mãi mãi. Trong từ đường nội dung hai câu đối có là ghi tiên tổ phúc hồng lưu hồng thế, tử tôn đức rạng sáng tiền nhân. Chúc toàn thể gia tộc đoàn kết, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Chúc sự đoàn tụ của gia tộc chúng ta thật hạnh phúc viên mãn. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn. Chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Nghiêu trưởng họ đã lên sơ bộ đánh giá tổng kết 15 ngày khánh thành tử đường. Thông báo về tinh thần tham gia đóng góp và lòng nhân ái của con cháu đối với ngôi tử đường hôm nay, xin mời ông Nguyễn Văn Cường. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà và toàn thể anh em con cháu nội ngoại của dòng họ Nguyễn Văn, ngoài lời hay ý đẹp và ý nghĩa tốt đẹp của ngày hôm nay, được ông Nam và ông Nghiêu đã truyền đạt, hôm nay được sự phân công của ông trưởng tộc và nhất trí của ban tổ chức, tôi xin báo cáo tổng hợp đóng góp của toàn thể dòng họ trong việc công đức về nhà thờ họ và những bằng tiền, bằng hiện vật và đóng góp quỹ khuyến học được ủy quyền của ông Nghiêu, thì tôi đã thông báo toàn bộ cái quỹ đóng góp công đức và toàn bộ cái phần chi đóng góp bằng hiện vật và cái khen thưởng quỹ khuyến học thì tôi đã thông báo hết
cuối cùng xin kính chúc toàn thể các cụ công các bà và toàn thể anh em con cháu nói ngoài trong dòng họ mạnh khỏe và vạn sự lý hết. Là chúng ta đã nghe ông Cường thư ký của dòng họ nắm bắt tình hình kinh tế của dòng họ từ năm 2011 cho đến nay, còn rất nhiều những đóng góp và những tấm lòng hảo tâm mà có thể cũng có những người chưa nêu tên hết được. Đó là một niềm rất vinh dự, tự hào, và đây cũng là thành quả của tất cả ông con, anh em, con cháu trong dòng họ Nguyễn Văn. Một lần nữa tôi đề nghị tất cả chúng ta nhiệt nghiệp vỗ tay. Xin trân trọng giới thiệu ông Ngưu lên tóm tắt và phát động phong trào thi đua, đồng thời kết luận chương trình buổi họp chiều hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông Ngưu. Đại biểu các thành viên trong khoa tổng, qua trình bày của ông Nguyễn Văn Cường về tổng số và tổng chi của họ ta từ 2013 đến nay, đến ngày hôm nay, về cái phần công đức ta rõ, công đức về tiền mặt và công đức về hiện vật thì toàn bộ đã ông Cường đã trình bày hết. Trong ngày hôm nay, mặc dù chưa phát động cái tiền công đức để mà như vậy là chưa có cái phát động phong trào, nhưng hiện giờ đã có một số các thành viên trong họ đã phát tâm công đức. Chưa đến đây là hết. Xin mời tất cả các một lần nữa vào sinh hoạt hưởng lộc của tổ tiên trong buổi khánh thành 15 xây dựng từ đường hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Tưng bừng họ Nguyễn hôm nay, trống rong cờ mở hương bay ngát trời, niềm vui không nói nên lời. Họ Nguyễn con cháu rạng ngời tươi sinh. Đức tổ anh linh ơi, nhờ ơn phúc hồng đức tổ, anh linh chư khéo thời tu, tu nhân tích thiện. Cháu con dạng ngời ơi, nén trầm thơm cháu con Nguyễn tổng nhất ý tâm ý. Góp sức ơi ơi a mà kẻ cùng là chứ ta cùng dựng xây ơi, cùng đồng tâm dựng xây nên mãi mãi từ ân tổ ơi ơi a
thọ trường vinh hạnh. Ơi dòng họ Nguyễn ta thời nay rạng rỡ khắp muôn nhà. Tình là rạng cho phúc lộc hoa tài an khang thịnh vượng. Ơi ơi à mà để gốc cành chứ gốc cành tốt xanh. Ơi nguyện cùng nhau cháu con giữ trọn tấm lòng thành.